Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với được game đảo kho báu. Ở sự kiện live thì cũng đã kết thúc rồi anh em à. Chúc mừng 20 anh em may mắn đã nhận được 20 thẻ vanh cạc anh em. Đó, thì những anh em mà nhanh tay, hôm nay mình chơi hai cái sự kiện nè. Những anh em nhanh tay và những anh em may mắn trong cái vòng quay. Ok, hôm nay thì nó vừa mới ra mắt cái con cái hồn tướng mới anh em. Rồi, cái hồn tướng mới nó mất tiêu rồi ta. Ui, đang ngóng đợi để mà mở nó ra. Ủa, đây, đây, đây rồi anh em, đây. Đó. Linh hồn của Katakuri anh em. Linh hồn Katakuri cuối cùng đã ra mắt rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình sẽ add thử xem sao anh em. Để xem thử nó có xịn sò hay là gấu như thế nào anh em. Đây bây giờ mình sẽ mặc nhanh vô. Tinh toàn. Ui. Ui. Trời khá là gấu anh em, nhìn nó khá là gấu luôn. Đây mình gỡ trang bị ra. Tháo gỡ mấy trang bị này ra cho nó nhìn rõ hơn xíu đi. Ôi cái tên trên này nó che mất tiêu mà hết cái đầu của con có còn linh hồn ở phía sau rồi đó, nhưng là một cái bộ xương nè, như là kin á. Ôi bốn cánh tay luôn em đó, nó có bốn cái tay lận đó, xịn dữ ta, đẹp không, nhìn khá là gấu nè, nó màu tím giống như cái linh hồn. Ui u đẹp dữ ta, nó giống như là cái linh hồn màu tím của cái con Mihawk nha, nhưng mà được cái là nó gấu hơn rất là nhiều nè. Để mình so sánh thử với những cái linh hồn khác này. Đây là cái linh hồn của con Sanji nè. Còn AI này cũng khá là gấu nè, khá là cứng cáp mạnh mẽ này kia. Đây con cũng có nhiều tay ấy, nhưng mà nhiều tay không bằng cái linh hồn của con Jogo nè. Jogo như nó tới 1, 2, 3, 4. Đây nó lú ló. Ở đây có một cái tay ở dưới này thì phải, như là 8 cánh tay nè, như là hai cái đầu á, hai cái mặt hả, hai hay là ba cái đặt cái mặt gì đó nè. Còn linh hồn của con này trời ơi nó hơi bị lộ liễu xíu nè. Đó. Linh hồn của con Nabigot, linh hồn của con gâu trắng nè. Đấy, linh hồn của gâu trắng cũng khá là mạnh mẽ nè, nhưng mà có vẻ như không đẹp bằng linh hồn của con Katakuri ha. Không đẹp bằng linh hồn của Katakuri cho lắm anh em. Đây, tới linh hồn của con Magellan nè. Magellan nhìn nó hơi tiếu xíu nè. Đó. Đấy, linh hồn của con Luffy này cũng khá là gấu này, nhưng mà bị tên che mất tiêu cái khuôn mặt thôi. Ê, nhìn nó cũng mạnh mẽ này kia, cũng na ná với cái linh hồn của con Katakuri ha anh em. Rồi, quay về với linh hồn của con Katakuri đi. Đây, đây là linh hồn của Katakuri, nhìn cũng khá là bựa, khá là ngầu. Cũng có cái khăn tròn cũng na ná với con Katakuri vô nè. Thấy không, anh em thấy không, cái khăn tròn bên dưới nè. Đây, đó tung lên bắn linh hồn mà chéo chéo luôn em đó, khá là ok đó, thấy không, nó cũng có mấy cái hiệu ứng này kia, lâu lâu mà nó tự động nó hiệu ứng lên nó, chứ nó không cần mình phải lít, mình lít cho cũng không được em. Đây là mấy cái kỹ năng của con Katakuri đó. Ok bây giờ mình sẽ xem thử linh hồn của Katakuri này nó như thế nào, nó cũng như y hệt như mấy cái linh hồn khác anh em, mấy cái chỉ số nó cũng y hệt nhau à. Đó, tốc độ công 4%, tăng giới hạn HP 5%, HP tối đa 2.500 nè, sói võ trí là 300 nè, cũng y hệt nè. Đây cường quá lên nó cũng tốn ngọc luôn anh em. Được, mỗi lần lên là được 30 mấy triệu lượt chiến ha, 39 triệu lượt chiến em, mỗi lần up một cái là lên 39 triệu lượt chiến. Đó, hiện tại giờ đã lên là 5.19% tốc độ công rồi anh em. Ui là mèn, bây giờ mà nâng mát lên là nó chọt là bấy nhảy ở bên kia luôn á. Nó ra skill liên tục luôn em. Đây 6% rồi nè. Đó, cứ mỗi lần như vậy nhớ lên 0.4% nha. Đó, nó lên là 0.4%. Đây. Bây giờ nó lên. Ui, bây giờ mỗi lần lăn cấp là sẽ phải tốn tới 3 cái linh hồn, 7.19 rồi. Ok, bây giờ một cái này cũng lên không lên được bao nhiêu thôi, lấy cái móc 7.19 thôi em. Đó, lấy cái móc 7.19 thôi, hiện tại giờ đang để dành ngọc để mà dài bữa chơi sự kiện mà thích tiêu ngọc này kia rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình tiến hành, mình sẽ xúc thử một cái bạn nào đó. Ok các bạn BC Khổng Minh hạng số 4, 50 tỷ lực chiến rồi. Ok rồi, giờ còn thiếu mỗi cái linh hồn của con tướng gác nữa thôi nè, là full option này, full bộ rồi. Đây ai Namigot rồi Takakugi Sanji này kia đều có linh hồn hết rồi, giờ chỉ mỗi con gác là chưa có cái linh hồn thôi nè. Đó, sau này đợi em gác nó ra cái linh hồn vô nữa là full set linh hồn này kia các kiểu con đà điểu. Ôi sao có vẻ nên là ngon lành củ hành vậy ta. Đó, ok lấy được cái top 4 luôn rồi, lấy được cái top 4 đấu trường luôn rồi anh em.
quá đỉnh, đỉnh của đỉnh. Good job luôn, good job man anh em. À, nãy lên giao lưu bắn đi bắn phai phai với anh em thấy vui với anh em. À, nãy đi vô sau một thời gian vắng bóng bỏ hề hơn phải à, ít gì cũng phải nghỉ khoảng cỡ 1.5 năm 2 năm rồi anh em. Mình bỏ cái tựa game này khoảng cỡ 2 năm rồi đó. Đó, à, bây giờ mới bắt đầu chơi lại thôi. Trời ơi, bị gót bên kia nó tàn hình nè. Ok, đó, ngon lành củ hành. Đây. Ui. Mặc dù đam nó cũng không có nhiều anh em, đam nó không có nhiều nhưng mà được cái đam ảo anh em. Đó, nó có cái khả năng mà đâm chảy máu cho nên là cũng khá là mạnh với cái kỹ năng mà đẩy lùi này kia anh em. Khá là ngon rồi, trời mấy bạn kia giờ lên 150 tỷ, 160 tỷ hết chứ nè. Mình mới còn 103 tỷ à. Phải kệ vô giao lưu giải trí này kia các kiểu anh em. Đó, mà không có mong là chiến thắng nhưng mà vô giao lưu mà bạn đó chưa có linh hồn của con Katakuri ha, chưa có linh hồn nhưng mà cũng khá là mạnh mẽ này mà. Đó, mặc dù chưa có linh hồn nhưng mà cũng khá là mạnh. Ui, không biết là win nổi không anh ta, có khả năng anh em, nếu mà không bị đẩy lùi lại có khả năng là sẽ win anh em. Ôi trời, chết tại con Sanji của mình đứt bóng rồi, con Katakuri cũng đứt bóng theo luôn rồi, con Gap cũng đứt bóng luôn anh em. Rồi xong phim, xém một xíu nữa là win anh em, xém một xíu thôi. Đó, nói chung là cũng tí xíu thôi à, bên kia nó cũng sắp chết hết rồi nè. Đây, Katakuri với con Sanji bên kia nó cũng sắp đứt bóng rồi nè, thấy không? Đó, ok, nói chung là như vậy cũng tạm ổn rồi anh em. Đó, đẹp trai lên liền rồi. Đây, cho anh em xem lại con cái linh hồn của Katakuri. Đó, hiện tại bây giờ đã được cộng 12 rồi, chuyển sinh tiếp sẽ tốn tới 270.000 cái đá tinh luyện anh em. Hiện tại thì giờ cái hồn tăng sao tướng mình còn khá là nhiều. Đây, còn đấy 358. À, chuyển sinh thì cái linh hồn tướng đá tăng hồn tướng này kia là cũng gần cần rất là ít anh em. Chủ yếu là cái đá tinh luyện nè, đó nó cần khá là nhiều. 27 gấp 10 lần cái số đá hồn tăng sao tướng anh em. Đây, gấp 10 lần luôn, 270.000. Viên đá mới có thể là up lên được kỹ năng này kia. Chi viện hiện tại giờ là không biết chừng nào mấy con ga con Sabo ta, mình thả lại khoái bích mơm với San tóc đỏ này đó. Bây giờ mình đang hóng ga con San tóc đỏ này. Hiện tại giờ cũng không có sự kiện gì mà để chơi hết trơn nè. Rồi quên qua này, quên quýnh boss vô, mỗi lần vô quýnh con boss này là nó bị dâng ra ngoài nè. Mỗi lần lít vô là nó bị out ra ngoài, nhưng mà nó vẫn tính một lượt đánh cho mình anh em. Nó vẫn tính cho mình một cái lượt đánh nha. Chỉ có một cái điều là nó bị văng ra ngoài thôi. À, quần đảo. Cái tựa game hải tặc loạn chiến nó cũng khá là giống với cái tựa game này anh em. Cũng có quần đảo nè, cũng có khai thác này kia nè. Giờ vô kiếm bạn nào đó vô cướp mỏ thử ấy. Ui là mèn, toàn là 90, lép 90 mấy không à. Để cướp thử xem sao nè. Ui trời, Katakuri rồi Gap ngoại trang này, Sanji mà chưa có ngoại trang nè. Ôi con A cũng có ngoại trang luôn, cái ngoại trang con A nó hỗ trợ khá là nhiều nè. Nó hồi sĩ khí này kia rồi. Đó, sắp tới giờ đợi nó bán là mình vô mình xúc cái ngoại trang của con A vô nữa là ngon lành củ hành anh em. Nghe nói là tháng 7 này là fit Kaido lại, nó không biết là chừng nào mới fit anh em. Đó, chừng nào mà fit lại thì vô đưa con Kaido vô đội hình. Kaido là sinh vật mạnh nhất thế giới mà vô cái tựa game này nó thành sinh vật phế nhất đảo kho báu nè. Ok, đó, cuối cùng cũng win được, tưởng đâu là đứt bóng rồi chứ. Còn Gap nãy bên kia, khá là trâu bò nè, nãy quýnh thấy nó cũng vô không có hiêu máu chứ. Dịch tới con ai nó né à. Ngay bên kia nó né, kinh khủng khiếp vậy nè. Ok, đấy, cuối cùng cũng cướp được rồi. Đó, vô đây chủ yếu quýnh giao lưu này kia cho anh em xem thôi. À, sẵn là mình review cái linh hồn Katakuri cho anh em xem luôn. Đấy, bạn này là 71 tỷ hả? 71 tỷ, ok, quýnh thử luôn em. Đấy, linh hồn của con Magellan. Nói chung là giờ vô giao lưu này kia các kiểu thôi chứ giờ cũng không có sự kiện mới nè. Đấy, mấy cái sự kiện mới nào ra đó mình sẽ review cho anh em xem luôn. Hiện tại bây giờ cũng không có sự kiện nào hấp dẫn hết em. Cái sự kiện thâu tóm cũng đã kết thúc rồi, mấy cái ạc nông dân của mình cũng đã làm xong cho anh em xem rồi. Ở cái ạc nông dân của mình là tích bia này kia, đồ đợi thời cơ này kia, cuối cùng cũng đã lên được chiến khá là nhiều. Nếu mà hồi cái đợt rồi mà mình chơi cái sự kiện tam qua này kia đó anh em, kiếm bong bóng là lên sẽ không có được bao nhiêu lượt chiến anh em. Không có được bao nhiêu lượt chiến hết, cho nên là hên là mình để dành bia lại đợi cái sự kiện thông tấm mắt quỷ đợt này lên được
khá là nhiều lượt chiến. Ôi trời ơi, bạn này 838 tỷ lượt chiến, thôi khỏi luôn đi nè. Ui trời ơi, nó xếp cho mình rõ gì đâu không vậy nè. Ủa nhiêu đây, 1, 2, 3, 98 tỷ lượt chiến. Ok, quýnh thử xem sao nè. Đây, kiếm mấy bạn nào mà vừa tầm với mình, vừa quýnh, vừa tâm sự với anh em luôn. Đó, thì sắp tới thì mình sẽ làm thêm một vài cái tựa game mới nè anh em. Hiện tại giờ cái game Bảo Bối Huyền Thoại giờ mình cũng đang chơi, mà hiện tại giờ chưa có nhiều thời gian để mà nghiên cứu ở bên đó anh em. Tại hôm nay là mình phải sắp xếp thời gian, mình vừa lọc danh sách này mấy bạn comment này kia để mà tặng thẻ nè. Và hiện tại bây giờ mình cũng vừa mới tặng thẻ cho anh em xong, mình đợi xíu nữa coi có anh em nào mà comment ở lòng inbox Facebook lấy thẻ này kia, mình sẽ tiến hành mình tặng tiếp. Nãy giờ mình cũng tặng được vài bạn rồi nè. Đó, nãy giờ mình cũng tặng được mới có vài bạn inbox này. Thì mình tiến hành mình xác minh đúng ạc thì mình sẽ tặng thôi. Anh em có thể chọn tùy chọn cái thẻ nào mà anh em, cái game nào mà anh em đang chơi đó thì anh em inbox thì mình sẽ tặng thôi. Đó, ok. Đây, tiến hành quýnh tiếp một cái bạn nào đó nữa đi. Nãy 97 tỷ ha. Ơi bạn này nhiêu đây, ôi có 4 tỷ mấy à, không biết à. Nhiều khi vô đây gặp người quen á nha anh em, nhiều khi vô đây gặp người quen á nè. À, lâu lâu vô đây quýnh này gặp mấy anh em ở trên YouTube này kia nữa. Nhiều khi đi vô quần đảo, đi vô phe chiến quýnh mấy nhầy xong rồi vô thông báo là vừa mới bị 69 game viên quýnh về làng xong anh em. Chụp hình lại liền, chụp hình lại liền, chụp hình lại gửi inbox gửi Facebook cho mình đi anh em, tiếu gì đó. À, nói chung là lên gặp anh em này kia rồi rất là vui nè. Tiếu tiếu gì đó, nói chung là anh em mình giao lưu này kia rất là vui. Chắc sắp tới chịu khó mình sẽ like nhiều hơn cho anh em, like nhiều hơn là lên là giao lưu với anh em này kia các kiểu này cho nó sơm. Ui chết rồi, bên kia bên bên mình còn mỗi con Gáp với lại con Sanji thôi. Con Sanji bên kia mạnh dữ ta. Ho chết rồi, quýnh không lại vậy. Bạn này tới 130 mấy tỷ lần đó. Bên kia là có con ai với con Namigod với con như là con Marco phía trên thì vậy, nó bị che mất tiêu bởi cái linh hồn của cái con ai, cho nên mình không có thấy rõ nữa. Thôi con ai của bên mình cũng khá là trâu bò nè anh em. Rồi ok, đứt bóng luôn rồi. Đúng rồi, bên kia có con Marco nữa, đúng rồi. Nãy khúc cuối lú lú ra thấy con Marco. Ok anh em, đó thì bây giờ mình vô mình ghi sẵn review cho anh em xem luôn. Thì có một số anh em là hỏi mình cái cách vui đồ này kia thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần ở trong các clip rồi anh em. Đó, con Sanji hay là con A này kia nè. Con Sanji thì mình, con A thì mình vui cái bộ đồ Jogo này anh em. Đó, up lên đỏ là xe qua cái bộ Sanji rồi vẫn đúc mấy cái dòng tốc độ công, xác suất né, hồi công và cái dòng bị công giảm sĩ khí nha anh em. Ui, con A mà tự nhiên mình mặc lộn vô cái trái Mega gì ta. A mà, đúng rồi, hôm bữa mình đeo lộn vô để mình đi quýnh boss. Đi quýnh boss tứ hoàng này, đi quýnh boss tứ hoàng đúng rồi anh em. Giờ đeo cái trái đeo cái trái Akainu vô lại đúng rồi. Ok. Ui bị tụt hết 6 tỷ lực chiến anh em. Bị tụt hết một mớ lực chiến nữa. Đó, xong, để mình xem thử nhận quà nãy mình nạp vô thử ấy, 500 kim cương nè. Ui, đá 7 màu. 60 kim cương nè, 60 kim cương hôm nay cũng có bóc nạp 60 kim cương rồi anh em. 600 nè. 120 nè, 300 nè, 1200 nè, 6000 nè. Ở 6000 lít không được tại vì mình không có nạp đâu mà mình làm lít đi. 120 kim cương nè, 180, 300, 600. Rồi hết rồi, ở đây chỉ có móc tới đây thôi. Móc 1200 là móc con tinh hồn của con ở chỗ 8000 cái đá tinh luyện đá cổ ngọc anh em. 8000 cái đá cổ ngọc luôn, vô đây cường quá tiếp anh em. Đó, cường quá tiếp để mà lên lực chiến tiếp nè. Ui, lên thêm 1 tỷ lực chiến nữa anh em à. Quá đã luôn, quá đã luôn. Rồi ok. Rồi, tiến hành mình vô mình nhận tiếp mấy cái phần thưởng. Ui, bữa nay sao có nhiều móc nạp sáng vô mình đâu thấy đâu ta. Hình như là nó mới update thì sao anh em. Tích nạp 500 kim cương nè. 600 kim cương nè. Rồi ok, xong luôn rồi. Tích nạp hôm nay là nhận được mấy cái này nữa nè. Bữa nay nó không có đổi lấy con Sanji hết ta. Không có đổi cái trong trống lên Sanji ha. Đúng rồi, bữa nay nó không cho đổi lấy trong trống con Sanji nữa đi. Hiện tại giờ Sanji của mình bị thiếu hết một cái mảnh nữa, thiếu một mảnh nó mới có thể lên được 4 sao đây. Rồi ok thôi, mình sẽ kết thúc clip đây thôi anh em. Đó, clip này chủ yếu mình do mình review cái linh hồn của con Katakugi đó, Katakugi cho anh em xem thôi. Đó, ok đó, thì nó như vậy thôi anh em, nó cũng chỉ như vậy, giống như mấy cái linh hồn khác là nó tăng thêm chỉ số này kia thôi.
nó nhìn nó cũng khá là ngầu bựa này kia, thì cũng khá là gọi là đẹp nha, nói chung là khá đẹp đó em. Anh em thấy nó tung chiêu chưa đó? Rồi ok, à, mình sẽ kết thúc clip đây thôi anh em. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực nhiều clip hay hơn cho anh em xem, và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em và cho ra những clip hay hơn, chất lượng hơn cho anh em xem. Rồi tạm biệt anh em, bye bye anh em.